không còn được nhiều người vào xem trên các trang mạng khác nữa. Tổng cộng nói có đến cả 100 triệu lượt người. Ngay cả trang mạng của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lúc đầu cũng cho post tin dưới vòm trời lên. Nhưng vào chiều Chủ nhật, liền đặt những việc bộ tin dưới vòm trời đã bắt đầu. Một số nhà báo Trung Quốc cho biết, cơ quan tuyên truyền của chính phủ Bắc Kinh nhắc nhở, các cơ quan truyền thông ngưng tập trung đưa tin, viết bài về cuốn phim tài liệu dưới vòm trời của Sài Tỉnh. Dù có biện pháp ngăn chặn từ cơ quan chức năng như vừa nêu, những quan chức lãnh đạo của chính quyền Bắc Kinh lên tiếng mạnh mẽ về vấn nạn môi trường của Trung Quốc bấy lâu nay. Chủ tịch Tập Cận Bình 2 ngày trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội đưa ra cam kết sẽ trừng phạt bằng bàn tay sắt đối với những kẻ vi sinh thái môi trường. Khi xử lý như thế sẽ không có luật trừ nào cả. Trong lời phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cam đoan rằng chính phủ sẽ loại trừ những tác nhân ô nhiễm lớn và tăng cường hiệu quả việc sử dụng năng lượng. Cụ thể vào 5 năm tới, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ cắt giảm 160 triệu tấn than. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ cho đóng cửa 300 xí nghiệp gây ô nhiễm và loại bỏ 200.000 chiếc xe gây ô nhiễm ngay trong năm nay. Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Trần Khắc Ninh cho rằng chưa có thể tạo ra bước ngoặt trong vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Hoa Lục, nhưng